Cô chào tất cả các em, chúng ta lại gặp nhau trong tiết địa lý tuần 25 ngày hôm nay. Ở các tiết học trước, các em đã được tìm hiểu châu Á và châu Âu phải không nào? Hôm nay, cô Ma sẽ giới thiệu cho các em tìm hiểu thêm một châu lục mới trên thế giới, đó chính là châu Phi. Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Bài 23, châu Phi. Các em cùng lấy sách giáo khoa trang 116 học bài với cô nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí địa lý giới hạn của châu Phi. Các em cùng quan sát trên màn hình. À, đây là lược đồ tự nhiên châu Phi. Các em quan sát và cho cô biết. Châu Phi tiếp giáp với các châu lục biển và đại dương nào? À, chúng ta cùng quan sát nhé. Như các em đã thấy, châu Phi phía bắc giáp Địa Trung Hải. Các em quan sát vào mũi tên màu đỏ trên màn hình của cô. Phía đông nam giáp Ấn Độ Dương. Phía đông bắc giáp Biển Đỏ, ngăn cách châu Á bằng kênh đào Suez. Phía tây giáp Đại Tây Dương. Và các em có thể quan sát trên màn hình của cô. Đây chính là kênh đào Suez đó các em. Một bạn nhắc lại cho cô nào. À, vậy đường xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi các em? Chúng ta tiếp tục quan sát nhé. Các em có thể thấy đường màu đỏ chính là xích đạo, hai đường màu xanh ở hai bên chính là chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. Vậy xích đạo đi ngang qua giữa châu lục, chí tuyến Bắc đi qua hoang mạc Sahara. Hoang mạc Sahara là đây này các em. Chí tuyến Nam đi qua bồn địa Kalahari, bồn địa Kalahari. Và đại bộ phận diện tích còn nằm giữa hai chí tuyến. Chúng ta tiếp tục quan sát nhé. Đây là bảng số liệu về diện tích các châu lục. Các em có thể thấy châu Phi có diện tích 30 triệu km vuông, đứng thứ ba trên thế giới sau châu Á và châu Mỹ. Vậy qua phần tìm hiểu của cô, các em có thể trả lời được vị trí địa lý giới hạn của châu Phi. Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á. Đại bộ phận diện tích nằm giữa hai chí tuyến có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Một bạn nhắc lại giúp cô nào. Vậy thì vị trí địa lý và giới hạn của châu Phi như vậy thì đặc điểm tự nhiên của châu Phi có đặc điểm gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 2, đặc điểm tự nhiên. Nhìn vào lược đồ tự nhiên của châu Phi, em thấy địa hình châu Phi có đặc điểm gì nào? Châu Phi, các em có thể quan sát, có địa hình tương đối cao, toàn bộ lục địa được coi như một cao nguyên khổng lồ, trên đó thì có các bồn lịa lớn. Bây giờ cô có một nhiệm vụ, các em cùng lắng nghe nhé. Các em quan sát hình số 1 và đọc tên các cao nguyên và bồn địa của châu Phi. Thứ hai là các em đọc tên các sông lớn của châu Phi. Cô dành cho các em một khoảng thời gian các em quan sát và tìm hiểu nhé. Cô mời các em. À, các em đã quan sát xong thế nào? Cùng nhìn lên đáp án của cô nhé. Chúng ta nhìn vào màn hình, chúng ta có thể thấy châu Phi có những cao nguyên như là cao nguyên Ethiopia nè, cao nguyên Đông Phi, có bồn địa Sahara, bồn địa Ninh Thượng, bồn địa Congo, bồn địa Kalahari. Vậy thì có những con sông nào?
Châu Phi có sông Niger, sông Nin và có sông Congo, sông Chambéry. Có hồ Victoria và hồ Sát. Đây là bồn địa. Các em có thể thấy bồn địa có cây cỏ rất xanh tươi phải không nào? Đây là hình ảnh cao nguyên. Cao nguyên thì có những núi cao hùng vĩ. Đây chính là hình ảnh sông Nin. Sông Nin là sông dài nhất thế giới, chạy vào Địa Trung Hải, mang đến nhiều phù sa và điều kiện phát triển nông nghiệp, góp phần hình thành nền văn minh Ai Cập, có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế châu Phi. Và đây chính là hồ Victoria, là hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi và lớn thứ hai trên thế giới, và nằm trên lãnh thổ các nước như là Uganda, Tanzania và Kenya. Các em quan sát, đây là dòng sông Congo. Xung quanh dòng sông là những rừng cây cỏ rất là xanh mát đúng không nào? Ngoài những đặc điểm trên thì châu Phi còn có một đặc điểm nữa. Đó là bờ biển ít bị cắt xẻ, ít đảo vịnh, không có biển ăn sâu vào đất liền. Vậy đặc điểm khí hậu của châu Phi như thế nào các em? Khí hậu châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới. Các em biết không, châu Phi có vành đai nhiệt đới rộng, không có biển ăn sâu vào đất liền. Vì vậy, châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới đó các em. Vậy thì khí hậu châu Phi có đặc điểm gì khác so với châu Âu nào? Khí hậu châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới. Vậy, khí hậu như vậy thì châu Phi đã hình thành những cảnh quan tự nhiên địa hình nào? Điển hình đó là trên màn hình của cô chính là hoang mạc Sahara rất là nổi tiếng phải không nào? Ở Bắc Phi có hoang mạc Sahara rộng hơn 9 triệu km vuông, là hoang mạc rộng nhất trên thế giới. Và ở đây thì các em có thể thấy là có rất nhiều lạc đà sinh sống ở trên đây. Mặc dù khí hậu khô nóng nhưng vẫn có một số loài thực vật, động vật sống ở đây như là cây cỏ này, một số con vật khác. Vậy vì sao hoang mạc Sahara thực vật và động vật rất nghèo nàn? Vì hoang mạc Sahara khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Sông hồ rất ít và hiếm nước, thực vật, động vật rất nghèo nàn. Châu Phi có 1/3 diện tích chia làm hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Nơi mưa nhiều có rừng nhiệt đới phát triển, nơi đủ độ ẩm có rừng thưa, nơi mưa ít xuất hiện đồng cỏ cao, cây bụi gọi là savan. Đây chính là hình ảnh savan đó các em. Mặc dù châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới, nhưng vẫn có một số loại thực vật, động vật. Ví dụ các em có thể quan sát, đây là cây baobab. Baobab là loại cây thân gỗ to, có thể sống được hàng nghìn năm. Và một số loài động vật như là hươu cao cổ, ngựa vằn, lạc đà điểu, voi, sư tử, hổ báo, vân vân. Vậy các em trả lời cho cô, vì sao có nhiều loài động vật ăn cỏ và ăn thịt như hươu, ngựa vằn, voi, sư tử, báo sống ở savan? Vì savan ít mưa, thực vật chủ yếu là ăn cỏ, nên có nhiều loài động vật ăn cỏ và ăn thịt như hươu cao cổ, ngựa vằn, voi, sư tử, báo sống ở savan đó các em. Và ngoài ra thì châu Phi còn có rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa. Thì các em quan sát, đây là khu rừng rậm nhiệt đới ở châu Phi. Qua phần tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của châu Phi, bạn nào nêu cho cô châu Phi có đặc điểm tự nhiên nào? Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và savan. Sahara là hoang mạc lớn nhất thế giới.
Qua bài học, các em cần nắm những nội dung sau. Châu Phi nằm ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam châu Á. Có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và savan. Sahara là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới. À, về nhà, các em xem lại kiến thức bài học ngày hôm nay. Châu Phi, học thuộc ghi nhớ sách giáo khoa trang 118 và nhớ xem trước bài 24, Châu Phi tiếp theo nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Cô chào các em. Hẹn gặp các em ở tiết học sau.